Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 5 năm 2021, tại Hà Nội, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam gọi tắt là Vietcombank đã trao 25 tỷ đồng hỗ trợ mua vaccine phòng COVID-19 cho Bộ Y tế tại buổi lễ tiếp nhận hỗ trợ mua vaccine COVID-19 của ngành ngân hàng. Tham dự lễ tiếp nhận về phía lãnh đạo Bộ Y tế có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo của các vụ cục của Bộ. Về phía ngành ngân hàng có bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank và lãnh đạo một số đơn vị tham gia tài trợ. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long hoan nghênh và đánh giá cao sự đóng góp chia sẻ đồng hành của ngân hàng. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong cả nước, Việt Nam đã khống chế 3 đợt dịch và từng bước kiểm soát đợt dịch thứ tư. Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ là làm thế nào để Việt Nam có thể tiếp cận vaccine phòng COVID-19 nhanh nhất và đảm bảo tiếp cận rộng nhất để người dân được tiêm vaccine. Theo đó, Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục nỗ lực tối đa tìm kiếm, tiếp cận để có đủ vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân. Bộ Y tế mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ngành ngân hàng và khẳng định những hỗ trợ quý báu đó đến nay đã được sử dụng rất hiệu quả và đến được tàn tay người dân. Bộ Y tế kỳ vọng với chiến lược vaccine của chính phủ và sự hỗ trợ của ngành ngân hàng rất có ý nghĩa với việc mua vaccine, sử dụng vaccine và sản xuất vaccine tại Việt Nam trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh nỗ lực tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh của bộ y tế dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và đánh giá cao sự đóng góp hy sinh cống hiến về thời gian công sức và tình cảm của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị các tổ chức các bác sĩ y tá nhân viên người lao động trong ngành y trong thời gian qua là ngành luôn tiên phong đồng hành cùng các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp người dân ngay khi xảy ra dịch bệnh toàn ngành ngân hàng ban lãnh đạo ngân hàng nhà nước và các tập thể cá nhân trong ngành đã vào cuộc rất nghiêm túc quyết liệt Đặc biệt, thực hiện nghị quyết 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng đã vận động các tổ chức tín dụng, trong đó có 100 tỷ hỗ trợ mua vaccine sẽ được 4 ngân hàng nhà nước trao tặng cho Bộ Y tế trong ngày hôm nay. Số tiền ủng hộ này là tấm lòng, là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của các tổ chức tín dụng. Từ năm 2020 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã kêu gọi vận động 500 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tại buổi lễ, đại diện Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank đã trao 25 tỷ đồng hỗ trợ mua vaccine COVID-19 cho Bộ Y tế. Là ngân hàng có bề dày truyền thống lâu đời nhất, chủ lực và chủ đạo của ngành Vietcombank đang ngày một khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt để vươn tới vị thế số 1 Việt Nam bằng những thành tựu kết quả kinh doanh ấn tượng và những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội. Trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, tập thể cán bộ nhân viên, người lao động Vietcombank đã ngay lập tức hành động và chung tay hỗ trợ. Từ năm 2020 đến nay, tổng số tiền Vietcombank tài trợ cho các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19 là gần 70 tỷ đồng. Vietcombank đã chi viện kịp thời, đúng lúc cho chiến trường chống dịch như chống giặc lan tỏa trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực cụ thể là trao tặng tiền để mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất phòng chống dịch trong 10 tỷ đồng trong khuôn khổ lễ phát động toàn dân ủng hộ tham gia phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Trao tặng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ thành phố mua sinh phẩm chẩn đoán Covid-19. Ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Sơn và Sở Y tế tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ huyện Đông Anh vân vân. Trực tiếp trao các thiết bị thiết thực phòng chống dịch COVID-19 như tặng một xe cứu thương, hai máy siêu âm màu cho tỉnh Hưng Yên, chia sẻ và trao tặng hóa chất xét nghiệm xác covid 2 trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, tặng hai bộ đặt nội khí quản hiện đại có camera cho Bệnh viện Nhân dân 115 để hỗ trợ công tác điều trị người bệnh, đặc biệt cần thiết cho những bệnh nhân suy hô hấp nặng, 5.000 bộ xét nghiệm xác covid 2 cho tỉnh Thanh Hóa, vân vân. Và gần đây là hoạt động trao tặng 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn nhằm hỗ trợ chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang phải thực hiện cách ly tại bệnh viện bệnh ca cơ sở Tân Triều. Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Vietcombank tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, của ngân hàng nhà nước, sự đồng lòng của tất cả các ban ngành đoàn thể và toàn dân, các giải pháp phòng chống dịch bệnh đã và đang được tích cực triển khai trên cả nước sẽ nhanh chóng đạt được những kết quả khả quan hơn nữa giúp việt nam sống chiến thắng đại dịch